Người thông minh cả đời có 3 điều tuyệt đối họ không hỏi. Thành công không truy quá khứ, nỗ lực không suy tính tương lai. Người không bao giờ thắc mắc 3 điều này chắc chắn bạn sẽ nhẹ nhàng đi qua mọi khó khăn, đổi thay bất ngờ của cuộc sống. Dịch bệnh COVID-19 khiến cuộc sống của không ít người lao đao. Nhiều người tiếc nuối vì trước dịch bệnh đã không tiết kiệm nhiều hơn để dành cho những biến cố. Nhiều người gặm nhấm chuỗi ngày nghỉ vì dịch bệnh dài lê thê rồi tự hỏi cuộc đời sẽ đi về đâu. Có người lại lo lắng, không biết dịch bệnh khi nào mới kết thúc, mất việc rồi, tương lai sẽ thế nào. Những câu hỏi xoay vần đó sẽ chỉ khiến họ đi vào bế tắc, chán nản mà thôi. Cuộc sống ai cũng sẽ có nhiều hơn một lần gặp khó khăn, thử thách, nhưng không phải ai cũng đủ dũng cảm, thông minh để tiếp tục đi về phía trước. Là người thông minh, nếu nắm được 3 điều này chắc chắn bạn sẽ nhẹ nhàng đi qua mọi khó khăn, đổi thay bất ngờ của cuộc sống. 1. Người trưởng thành sẽ không để tâm quá khứ. Quá khứ chính là điểm xuất phát mọi chuyện của cuộc sống chúng ta. Quá khứ có niềm vui, có cả những nỗi đau và những bài học. Những ai biết trân trọng quá khứ, những người đó sẽ thành công trong tương lai. Tuy nhiên, có những người quá chìm đắm, luôn hoài niệm về quá khứ cũng là điều thực sự không tốt. Có nhiều người từng rất thành công và trên đỉnh cao trong quá khứ, nếu họ luôn đắm chìm vào những ngày vinh quang đã xa ấy và bỏ bê những ngày của hiện tại mà không biết cố gắng vậy thì sẽ ra sao? Hay có những người quá khứ họ đã thất bại rất nhiều lần, nhưng nếu họ cứ vì những ngày quá khứ thất bại đó mà sợ sệt, thiếu tự tin và không cố gắng cho tương lai thì mãi bị kìm chân bởi những chuyện đã qua. Quá khứ dù đẹp hay không đẹp cũng đã trôi qua rồi. Nếu tốt chúng ta sẽ giữ lại để làm những kỷ niệm và biến nó thành những động lực. Nếu không, bạn có thể giữ lại nó để là những bài học kinh nghiệm cho tương lai. Hãy nhớ chúng ta sống và hướng tới tương lai chứ không phải đi ngược về quá khứ. 2. Những người nỗ lực sẽ không để tâm đến hiện tại. Cuộc sống ngày ngày cứ trôi qua theo chu trình của nó, có người luôn chạy theo nó để đến tới tương lai. Từng giờ nỗ lực, cố gắng và chịu đựng tất cả để chuẩn bị cho những ngày tương lai tốt đẹp. Tuy nhiên, có những người họ nghi ngờ vào tương lai của mình, nghi ngờ vào nỗ lực của chính họ bằng việc họ nghĩ liệu nỗ lực, mệt mỏi và sự chịu đựng của mình ngày hôm nay liệu có xứng đáng không. Họ nghĩ rằng hiện tại họ đang làm quá sức, đã quá khó khăn, rồi đếm từng khó khăn của mình mỗi ngày, và họ cho phép bản thân buông thả, thỏa mãn với sự cố gắng hiện tại. Hãy thử nghĩ xem những người như vậy có thực sự là những người nỗ lực hay không? Chắc chắn không phải. Người nỗ lực thật sự họ không quan tâm đến rằng trên con đường họ đi sẽ gặp bao nhiêu vật cản, khó khăn vất vả mà chỉ dành chọn sự quan tâm đến mục tiêu mà họ muốn đạt được. Đừng tính toán công sức hiện tại mà bản thân đầu tư cho mục tiêu, thời gian sẽ trả công xứng đáng cho những người không ngừng nỗ lực. 3. Người phóng khoáng sẽ không đòi hỏi tương lai. Cuộc sống tốt đẹp được tạo nên bởi những điều tốt đẹp. Một tâm hồn phóng khoáng chính là chìa khóa mở ra cho bạn cuộc sống ấy. Có người nói nụ cười của người già và trẻ nhỏ thực sự là nụ cười chân thành tuyệt vời nhất. Không phải vì điều gì xa lạ mà chính là điểm chung sự xuất phát từ sự vô tư, không âu sầu của những em bé không phải lo cuộc sống ngày mai hay những cụ già sống thanh thản, nhẹ nhàng, bình yên và hài lòng với cuộc sống những ngày cuối đời. Họ không bận tâm đến ngày mai mình sẽ ra sao, sẽ gặp phải chuyện gì. Cuộc sống nhẹ nhàng khiến chúng ta sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Nhiều người thích suy nghĩ và tính toán kế hoạch cuộc đời từng ngày, nhưng đó thực sự có phải điều hoàn hảo? Dù bạn có thể lên kế hoạch cho cuộc sống từng ngày, nhưng bạn cũng không thể dự tính được những điều gì sẽ xảy ra với bạn trong tương lai. Đừng để cuộc sống nặng nề vì bạn quá lo lắng cho những việc không chắc chắn sẽ xảy ra. Hơn hết, hãy dành tất cả tâm ý của bạn để sống tốt ngày hôm nay. Hãy quan tâm đến bản thân, đến gia đình và làm tốt mọi việc với tinh thần tuyệt vời nhất của bạn. Cuộc sống không đơn giản chỉ là chúng ta sống qua ngày, mà là những gì ta có thể tích lũy cho kho báu của cuộc đời bạn. Và để một ngày nhìn lại bạn sẽ thấy hài lòng về bản thân mình. Hãy là người sống thật thông minh và lý trí. Tôi khuyên bạn đừng quá hoài niệm quá khứ, bỏ bê hiện tại và sợ hãi tương lai. Theo Hoàng Lan, ICT Việt Nam. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.